Sau bản cập nhật 73 phần 2 thì quả thật là có vô số để người chơi chúng ta có thể làm. Có người thì cày game, có người thì giật sẵn ở trong chợ để săn sale xem thử là ai bán unit mới giá rẻ không rồi mua. Có người thì cày nát cái map event để kiếm đồng hồ, vân vân và mây mây. Còn đối với mình thì mình đang tự hỏi rằng với việc vừa được thêm vào một con unit có khả năng triệu hồi là Chip Clockman thì những con unit thuộc tộc triệu hồi trong tựa game bây giờ đã đưa lên đẳng cấp như thế nào. Sau một thời gian may mắn được trải nghiệm Chip Clockman thì mình nhận ra rằng nó quá mạnh. Vậy nên ngày hôm nay mình quyết định xếp hạng lại sức mạnh toàn bộ các unit triệu hồi trong Toilet Tower Defense để xem thử là liệu có những con unit nào có thể sánh ngang được với Chip Clockman. Và ngoài ra thì liệu Chip Clockman có xứng đáng là con Godly mạnh nhất ở thời điểm hiện tại này hay không nhé. Unit triệu hồi là những unit có khả năng tạo ra được những vật thể lạ, là đồng minh, và những vật thể đó sẽ tồn tại ở trên cùng đường chiến đấu, sau đó làm vật cản hoặc đi ngược lại và tiêu diệt đám toilet. Và ở thời điểm hiện tại thì theo như mình biết, chúng ta có tổng cộng là 5 con unit có khả năng triệu hồi. Đầu tiên đó là Scientist TV Man, thứ hai là Titan Clover Man, thứ ba là Helicopter Cameraman, thứ tư đó là Engineer Cameraman, và cuối cùng đó là con Godly mới nhất vừa được đưa vào, Chip Clockman. Đầu tiên, chúng ta hãy nói đến con unit Scientist TV Man. Đây là con unit có khả năng triệu hồi khá là thú vị. Nó không có khả năng tấn công những con toilet mà nó bắt gặp, mà thay vào đó, nó sẽ tạo ra một cái rào chắn hướng tới con đường gần nhất ở vị trí mà nó đứng. Rào chắn này sẽ có một lượng máu riêng và nếu như kẻ địch va phải thì chúng sẽ trao đổi máu với nhau. Trao đổi máu là như thế nào? Có nghĩa là ví dụ, máu của rào chắn là 200k, nhưng máu của con toilet chỉ có 100k thôi thì khi va vào nhau, con toilet đó sẽ chết và rào chắn sẽ chỉ còn lại 100k máu. Đại loại nó là như vậy, và khi rào chắn hết máu thì nó sẽ bị phá vỡ, đám toilet sẽ vượt qua và khi ấy Scientist TV Man bắt đầu công cuộc hồi chiêu, rồi sau đó nó mới tiếp tục đặt ra được một cái rào chắn khác. Ở những cấp độ cao hơn thì Scientist TV Man có thể tạo ra được những cái rào chắn có lượng máu vô cùng cao, và thậm chí nó có thể tạo ra những con unit ngồi ở trên đó và gây sát thương cho kẻ thù. Về chỉ số của con unit này thì như sau, ở level 1, bạn sẽ đặt nó ra với giá là 200 đồng, và khi ấy, rào chắn sẽ có 1k máu. Thời gian hồi chiêu của rào chắn sẽ là ở 20 giây. Ở cấp 2, rào chắn sẽ có 4k máu và lúc này, bạn sẽ có thêm được một con cameraman đứng ở phía sau rào chắn và rồi bắn liên tục vào đám toilet kia. Sát thương của mỗi cú bắn mà chúng gây ra là 100 đam trên 1 giây. Ở level 3, chúng ta sẽ có 2 con cameraman đứng ở phía sau rào chắn và lúc này, rào chắn sẽ có 10k máu và nó sẽ gây được 400 đam trên giây. Level 4 thì rào chắn sẽ có 25k máu. Bạn sẽ có thêm một lot cameraman đứng ở đằng sau và phòng thủ. Đám này sẽ gây 750 đam trên 1 giây. Ở level 5, rào chắn sẽ được nâng cấp thành rào chắn thép. Máu lúc này của nó sẽ là 100k và ba anh chàng lính ngự lâm của chúng ta sẽ gây được 3k máu trên mỗi giây. Level cuối cùng thì không có sự thay đổi gì về ngoại hình, ngoài việc máu của rào chắn sẽ được tăng lên thành 250k. Ba thanh niên này sẽ bắn được 15k máu mỗi giây. Mình không biết lý do vì sao mà các anh mình chỉ cho đặt con Scientist TV Man này ra tối đa là 2 con giống hệt với Scientist Cameraman. Nhưng có lẽ là họ cũng nghĩ rằng, nếu như cho spam đặt ra liên tục thì có phần hơi bá. Vì nếu như chúng ta đang thừa rất nhiều tiền và rồi sau đó chơi trò bán đi nâng cấp lại, thì có lẽ là đám toilet không chịu nổi mất. Cá nhân mình thấy thì con unit này có sức mạnh ở dưới trung bình. Nó không được ngon cho lắm và mặc dù nó có giá là 200 xu, bạn có thể đặt ra để đép ở giai đoạn đầu trận nhưng cũng chẳng được bao lâu cả. Cùng lắm là tới quay thứ 3 hoặc tới quay thứ 4 là cái rào chắn của bạn sập rồi và bạn phải chờ đến 20 giây tiếp theo mới có thể tiếp tục đép được nữa. Đổi lại được cái thì tiền nâng cấp con này lên là rất ít, từ level 1 lên level 2 chỉ tốn có 200. Điều này cũng là tương tự, từ level 2 lên level 3 và từ level 3 lên level 4. Hơn nữa, mặc dù con số 250k máu nhìn nó lớn vậy thôi chứ gặp tầm con mutant toilet nó tông vào thì cũng bể mà thôi. Bạn nào thấy thích thì có thể mua và chơi, trải nghiệm, chứ theo mình đánh giá thì con này không ngon cho lắm. Nó không quá thực tế và như mình vừa nói ở trên, nó không làm được gì nhiều ở giai đoạn sau của trận đấu, đầu trận cũng không, giữa trận cũng không, và cuối trận thì cũng chả làm gì đâu. Vậy nên mình sẽ để con này ở tier C nhé. Tiếp theo đó sẽ là con Helicopter Cameraman. Mặc dù đây là một unit hệ Epic, thế nhưng nó lại có lối chơi vô cùng thú vị, giống hệt như Engineer Cameraman, Titan Cloverman hay là Scientist TV Man. Như bạn có thể sẽ không biết về lối chơi của con này bởi vì nó nằm ở hệ Epic, mà nằm ở hệ Epic thì chả ai quan tâm tới đúng không? Và đây là cách mà con này hoạt động. Khi đặt ra thì nó sẽ là một chiếc máy bay chiến đấu thông thường, có nhiệm vụ thủ thành và bắn phá tất cả những con toilet tiến về căn cứ của chúng ta. Tuy nhiên điều thú vị là con này sẽ có khoảng 4% spawn ra một unit đi về hướng ngược lại và tiêu diệt kẻ địch. Như đã nói thì cách hoạt động của con này cũng giống như Engineer Cameraman, vậy nên nó sẽ tông vào đám toilet và trao đổi máu với nhau. Điều thú vị đó là việc những con unit được sản sinh ra từ Helicopter Cameraman không có chỉ số và cho tới thời điểm hiện tại, chúng ta không biết được chính xác là chỉ số tấn công của chúng là gì hay như thế nào, ngoài số máu được hiện lên trên đầu của chúng. Bởi vì các bạn có thể thấy là những con cameraman nhỏ này khi phát hiện ra kẻ địch thì chúng sẽ đứng lại và tấn công. Thế nhưng ta không biết được là đêm của chúng như thế nào. Khá là kỳ lạ nhưng mình đoán là chắc cũng không đáng kể lắm đâu. Nên admin mới không để chỉ số của chúng ra để người chơi chúng ta có thể xem. Về thông số của Helicopter Cameraman thì cũng bình thường thôi. Vì nó là một unit thuộc hệ Epic nên cũng không có chỉ số nào gọi là đáng kể cho lắm. Ở level 1 nó có giá là 200 và từ level 1 đến level 2 thì nó sẽ sản sinh ra một con cameraman cho chúng ta đi về hướng ngược lại. Thời gian mà nó spawn ra là 25 giây. DPS của Helicopter Cameraman lúc này là
là 100 và phạm vi tấn công khá nhỏ. Từ level 3 đến level 4 thì nó cũng sẽ spawn cho chúng ta một Lord Cameraman đi vào hướng ngược lại, và lúc này máu của Lord Cameraman sẽ là 1000. Từ level 4 đến level 5 thì con này sẽ triệu hồi một Titan Cameraman. Thú thật thì trong dáng chạy của Titan Cameraman khi được triệu hồi ra khá là hài hước và buồn cười, chạy chạy như kiểu là bị Tào Tháo rượt tới nơi vậy. Titan Cameraman sẽ có 15k máu và đây là con số theo mình thấy là không cao cho lắm. Bởi nếu là số máu này thì chơi những map như Easy hay Medium còn được, chứ từ Hard trở lên thì thôi coi như là bỏ, vì hầu như máu của con unit nào cũng khá là trâu rồi. Lúc này thì thời gian spawn unit của Helicopter Camera sẽ là 20 giây. Với một con unit hệ Epic mà có thể làm được những trò này thì mình đánh giá là khá là ổn áp đấy chứ chả đùa đâu. Đối với bạn nào mới chơi mà không muốn nạp tiền và muốn cày chay thì mình nghĩ là các bạn nên sử dụng con unit này nhé. Mặc dù vậy nhưng nếu so với Scientist TV Man thì con này sẽ không thể nào mà hơn được Scientist TV Man. Bởi vì nói gì thì nói, nó chỉ là một unit hệ Epic mà thôi, nhưng vẫn khá là tiện lợi đấy. Đối với danh sách toàn bộ các unit thì mình sẽ để cho nó ở Tier C, nhưng mà vì đây là bảng xếp hạng nhưng unit triệu hồi nên là mình sẽ chỉ để nó ở Tier D mà thôi. Tiếp theo chúng ta có Engineer Cameraman. Đây đã từng là unit có giá đắt đỏ nhất nhì game cho đến khi hai cái sự kiện cho phép cày game là Easter Egg và mới nhất là sự kiện đồng hồ ra mắt. Việc cho phép game thủ cày game một cách free đã khiến cho mọi thứ trở nên tăng giá, và thế là lạm phát đã xảy ra. Tất cả mọi unit đều bị đôn giá một cách chóng vánh, và đối với Engineer cũng vậy. Tuy nhiên giá của con này thì lại không tăng một cách chóng mặt cho lắm, bởi vì lý do là nó chỉ có giá trị sưu tầm chứ không thực sự hữu dụng. Nếu các bạn không tin thì đây, đây là công dụng của nó. Con này là con unit hiếm hoi trong tựa game này không có khả năng tấn công, mà thay vào đó nó sẽ tạo ra một con unit đi về hướng ngược lại và tấn công kẻ thù, đồng thời trao đổi máu với chúng nó. Ở level 1 nó sẽ tạo ra một cameraman giống như Helicopter Camera. Tuy nhiên con cameraman này mạnh hơn khi nó có tới 500 máu. Ở level 2, Engineer Cameraman sẽ tạo ra một con Skibidi Toilet nhỏ. Nhưng thay vì là cái đầu người thì đây sẽ là một con Skibidi Toilet do một cái đầu cameraman điều khiển. Con Toilet này có máu xịn hơn một chút và đó sẽ là 1k máu. Ở level 3 thì nó cũng sẽ tạo ra một con Toilet Cameraman nữa. Tuy nhiên lần này máu sẽ được tăng lên thành 5000. Ở level 4, máu của con này sẽ là 10000 và ở level 5 thì nó sẽ được nhân đôi lên. Cuối cùng ở level 6 nó sẽ triệu hồi ra một cỗ xe tăng có khẩu pháo chống ký sinh trùng Skibidi Toilet ở trên. Nếu như bạn xem phim thì sẽ biết được đây là món vũ khí rất lợi hại của phe Liên Minh, và nó là thứ đã giúp cho bọn họ lật lại được thế cờ khi gã Scientist Toilet tạo ra được đám Parasite Skibidi Toilet. Chiếc xe này có tới 50k máu và nó sẽ bắn laser vào người của kẻ địch, gây sát thương DPS là 2k5. Sau khi xem xong thông số thì các bạn còn đủ hiểu lý do tại sao mình nói rằng con unit này chỉ có giá trị sưu tầm rồi đúng không? Với lượng máu ít ỏi của đám unit tạo ra và lượng đem gây ra chả đáng là bao nhiêu như thế này thì thực sự mà nói là nó không được trọng dụng cho lắm. Nếu so sánh với hai unit trước là Scientist TV Man và Helicopter Camera thì đúng thật là nó xịn hơn, nhưng nếu so sánh với đám unit triệu hồi còn lại thì thực sự mà nói là Engineer Cameraman khá là phế. Được cái là tỷ lệ mà mở ra con này khá là thấp và hiện tại ta chỉ có thể mua nó ở trong chợ chứ không thể nào mà mở ra được nữa, vậy nên đó chính là lý do mà nó có giá trị cao đến như vậy. Con này thì dành cho các bạn nào thích sưu tầm thì mua nhé, chứ mình thì không khuyến khích là các bạn hãy mua nó. Mình sẽ để nó ở Tier C nếu xét theo khoảng sức mạnh, còn ở khoảng hiếm thì nó sẽ ở Tier B. Tiếp theo chúng ta có Titan Cloverman. Đây là một con unit có lối chơi cũng cực kỳ thú vị, được ra mắt trong sự kiện Patriot Day và nó đã tạo nên một cơn sốt đối với toàn bộ game thủ. Lý do là vì con unit này có một lối chơi vô cùng thú vị. Nó vừa có khả năng tấn công, vừa có khả năng đặt ra những vật cản mà khi đối thủ chạm vào thì chúng nó sẽ bị trao đổi máu. Ngoài ra thì nó còn có những tính năng khác nữa, chẳng hạn như việc Titan Cloverman tạo ra được 4 cục vuông có 4 màu khác nhau. Màu vàng là cục vuông có tỷ lệ xuất hiện nhiều nhất, tới 70%, và nó có công dụng giống như rào chắn thông thường của Scientist TV Man. Cục này có 150k máu và khi đối thủ chạm vào thì chúng sẽ bị mất máu. Nếu ngưỡng máu của đám Skibidi Toilet vượt qua khối vuông này thì nó sẽ biến mất. Cục màu đỏ với 20% tỷ lệ xuất hiện. Đây là một khối vuông có sức mạnh khá là bé bởi vì khi đặt ra nó sẽ có ngay 300k máu. Tưởng tượng xem ngay từ ban đầu nó đặt ra được cục này thì con unit nào chịu nổi chứ đúng không? Chắc chắn là nó sẽ đép được trong một khoảng thời gian rất lâu đấy. Cục thứ ba sẽ có màu xanh lục và tỷ lệ để cục này xuất hiện chỉ có 9% mà thôi. Nó sẽ là một khối vuông mang lại kinh tế cho người chơi chúng ta. Bởi vì khi đám toilet bị kích liêu bởi cục màu xanh này thì ngay lập tức ta sẽ nhận được gấp đôi số tiền. Tức có nghĩa là nếu như con Skibidi Toilet đó trị giá 200 đồng thì khi tông phải cục xanh lá này và chết thì ta sẽ nhận được 400 đồng. Nhân tiện thì cục này có số máu là 450k. Cuối cùng là cục màu đen. Đây là cục mạnh nhất của Titan Cloverman bởi vì nó có tới tận 1.500.000 máu và bất kỳ con toilet nào chạm vào sẽ bị làm chậm đến 75%. Và đây là con số làm chậm cao nhất trong tựa game này cho đến thời điểm hiện tại rồi. Và đó là lý do vì sao mà mình nói rằng nó rất mạnh. Tuy nhiên có một cái điểm trừ là hộp màu đen này chỉ có 1% tỷ lệ được đặt ra mà thôi. Vậy nên lâu lâu nó mới xuất hiện chứ không phải là lúc nào cũng có. Thế nên là nó cũng khá phụ thuộc vào nhân phẩm của người chơi chúng ta. Về sức mạnh thì rõ ràng là Titan Cloverman không thua kém bất cứ con unit nào từ nãy giờ đã liệt kê rồi đúng không?
Nó có thể đem đi endlane và cần bất cứ chế độ nào thấp hơn. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì để mà mang đi endlane và vô những wave sâu thì hơi khó. Nhưng dù sao thì nó vẫn là một con unit rất đáng chơi. Hơn nữa, nó có tỷ lệ mở ra khá là thấp. Vậy nên đó chính là lý do vì sao mà nó đang được treo với giá tầm 25k game ở trong chợ. Khá là khoai để sở hữu. Nhưng nếu bạn muốn sở hữu nó với giá cực kỳ ưu đãi thì hãy ghé qua đường link ở dưới phần bình luận để tham khảo các dịch vụ Toilet Tower Defense ở bên mình nhé. Bởi vì đây là một unit rất đáng để chơi đấy. Đối với Titan Cloverman thì mình sẽ để nó ở Tier A nhé. Cuối cùng trong danh sách này chúng ta có Jeff Clubman, con unit triệu hồi mới nhất và cũng là con unit thuộc hệ Godly mới nhất được thêm vào trong bản cập nhật vừa rồi, Club Event. Thực sự mà nói thì với những gì nó có thể làm được thì Jeff Clubman đang là unit Godly bá đạo nhất thời điểm hiện tại rồi chứ còn gì nữa đúng không? Nó không những có thể tạo được vật cản tấn công kẻ thù mà còn gây được sát thương trực tiếp nữa. Không giống như Engineer Cameraman, chỉ đứng im, thậm chí con này còn gây sát thương Splash và tấn công đa mục tiêu được mấy chiến. Điểm đặc biệt là con này có một khả năng kéo kẻ địch quay về nơi chúng xuất phát. Bá như vậy thì còn gì để nói nữa đúng không? Ở level 1 nó sẽ tốn chúng ta là 1k 5 tiền và gây được 1k đam trong 0.5 giây. Tầm đánh khá xa và nó lên đến tận 30. Ở level 6 tức là level cuối cùng nó sẽ gây tổng cộng là 30k đam sát thương. Và mặc dù đây là con số khá là khiêm tốn, thế nhưng bạn nào đã chơi qua nó thì sẽ thấy con số này không giống như chúng ta nghĩ đâu. Nó vô cùng bá đạo và ngoài ra thì con này sẽ búp tầm cho đồng minh chúng ta thêm 15% nữa. Rất là bá. Cứ mỗi vài giây thì sẽ có một con nhện spawn ra và đi về hướng của kẻ thù. Hiện tại để có thể leo vào top endlane thì Jeff Clubman sẽ luôn là con unit cần phải có trong đội hình. Và nếu như thiếu nó thì bạn sẽ khó lòng nào có thể lọt vào top. Thậm chí bây giờ chúng ta không cần đến sự trợ giúp của Hyper Upgrade Titan Speakerman hay là DJ TVman nữa. Mà đội hình leo top endlane bây giờ đã rất khác rồi. Vậy nên con này sẽ là ở Tier S nhé. Nói một chút về việc leo top endlane thì bây giờ cảm giác như Toilet Tower Defense đang giống như một tựa game pay to win vậy. Bất kỳ ai sở hữu con unit upgraded Titan Clubman thì mới có thể vô được top. Còn không thì gần như là chả có ích gì kể cả là chúng ta có Jeff Clubman đi chăng nữa. Đó chính là lý do vì sao mà game đang càng ngày càng chán dần đi. Hy vọng là các admin sẽ làm gì đó để níu kéo lại chứ nếu không thì cái viễn cảnh con game này lụi tàn sẽ đến nhanh đấy. Đó là toàn bộ đánh giá của mình về các unit triệu hồi trong Toilet Tower Defense. Các bạn thấy như thế nào? Nếu thấy video này hay, thú vị, tại sao lại không để cho mình một like, một sub để mình có động lực trong những video tiếp theo nhỉ? Mình là Kiên, cảm ơn và hẹn gặp lại.